Whoa! Lời hồn thì sông núi chiến nhắm tất lòng của trang nữ lưu. Con cháu dòng đồng tiền đưa lũ xâm lăn ra khối sơn hà. Làng người dân Nam nêu cao chí hùng, sanh tứ đâu sơn đồng mạng gia nguy. Nhất quyết đồng tâm đứng lên cứu đời diệt thù. Nổi da gà. Một mình một người tiến về núi Nưa đã bị nghĩa quân bắt giữ, chờ chủ tướng định đoạt. Được, đưa Triệu Hào trưởng vào đây. Tuân lệnh. Quỳ xuống. Triệu Hào trưởng, khi người dân đang cơ cực lầm than thì ông lại tiếp tay cho giặc giày xéo quê hương mình. Khi bao nghĩa binh nơi này chạy mà cứu non sông thì ông lại ngồi im mà hưởng thụ. Khi cái chết của cha già chưa sao lệ xót thương thì ông đã quay lưng lại với hình của cha mà làm tay sai cho giặc. Khi khắp nơi nơi muôn dân quang hờn máu rơi thành trời như buông màn đêm, tóc tan dân Nam tung khổ đọa đày, đôi lòng ăn lá cây khô uống nước sinh lầy da gầy bọc xương, xuống biển mò trai lên núi tìm chăm dưới lằn rối da của lũ cuộc ngông chẳng chút tình. Triệu Đồng Mục nói sao? Người đưa tin chính là Triệu Quốc Đạt à? Thưa chủ tướng, đúng là như vậy. Quản gia nói đây là sự thật. Sự thật đúng là như vậy, thưa chủ tướng. Đại quân, đắng cay ăn mang tiếng hè, lòng cuối thân hương gấm hoa của phường ngoại bang.
tưởng rằng sẽ mua chuộc được lòng yêu nước giả mến dân của Triệu Quốc Đạt hay sao? Không, chúng đã lầm. Hãnh diện gì khi làm một tên giông tổ tay sai cho giặc, rước giáo về để giết dân mình hay sao? Trên mũi ơi, có những đêm đứng giữa đất trời, mũi biết đâu quên chết lặng, mặc dòng lệ đau thương trải dài trên má. Khóc, quên khóc cho dân mình chịu lầm than, khóc cho hàng triệu dân sinh chạy dùi trong lửa hận. Trong giấc ngủ mãi chập chờn bao cánh đẹp, lớp lớp hàng hàng nghĩa sĩ nào nước sông pha. Đã có Trinh Nương, giờ có thêm Triệu Quốc Đạt. Hồn gia phủ chứng giám, con nguyện giết giặc cứu non sông. Xin thề. Xin thề. Thả hơn nha, thả hơn nha. Lời hồn thiên sông núi chứng giám khắc lòng của trang nữ lưu, con cháu dòng đồng tiên lên núi xăm lăng ra khỏi trần hà. Là người dân nam nếu cao chi hùng, sanh tứ đâu sơn đồng bằng dân huy, nhất quyết đồng tâm đứng lên cứu đời diệt thù. Là người dân nam nếu cao chi hùng, sanh tứ đâu sơn đồng bằng dân huy, nhất quyết đồng tâm diệt xâm lăng. Nước quyết trả sông, đất nước Nam tự chủ của dân Nam, quyết đánh đuổi ngoại xâm, giữ yên bờ cội, giữ yên bờ cội.